Chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, thăm gia đình ông Trần Giang Hỷ và bà Lâm Thị Trinh. Hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương. Sau thời gian hơn 10 năm, từ năm 1978 đến năm 1989, ông Trần Giang Hỷ thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia về. Rời vùng quê Bình Thuận, ông Hỷ đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền lập nghiệp với nghề phụ hồ, chạy thêm xe ôm kiếm sống. Ở đây, ông Hỷ nên duyên vợ chồng với bà Lâm Thị Trinh làm nghề thợ may. Ông Hỷ, bà Trinh có một con gái là em Trần Thị Mỹ Quyên, sinh năm 1990. Đang tuổi đi học, bỗng cuối năm lớp 9, Quyên phát bệnh, tâm trí trở nên ngớ ngẩn, nhớ trước quên sau. Dù vợ chồng ông Hỷ, bà Trinh đã đưa con đi điều trị nhiều nơi, nhưng bệnh không thuyên giảm. Rồi năm 2007, bà Trinh thấy trong người đau nhức, không thể ngồi may vá được. Đi thăm khám ở bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn đầu. Không có nguồn thu nhập thì nhờ ông xã đi làm lay lắt vậy đó, rồi mượn thêm của bà con lớp xóm rồi chút đỉnh rồi sống qua ngày. Hoàn cảnh gia đình thì của tôi thì chồng thì bị đau khớp đã mấy năm rồi, cũng 5-6 năm nay rồi. Khi chú bị bệnh tới nay thì rất khổ, nhờ sự giúp đỡ của bà con. Tôi rất buồn mà cũng không biết làm sao giờ. Ráng lo cho con chứ giờ cũng biết sao. Từ ngày bà Trinh và con gái bị bệnh, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai ông Hỷ. Mới đây, giữa năm 2017, trong lúc đang chạy xe ôm, ông Hỷ bị đột quỵ dẫn đến phải nằm một chỗ. Cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hồi đó thì chị mẹ cha chị là nằm 5 năm. Vừa mắc xong vừa thấy chị, mẹ chị là nằm 20 mấy năm vừa mắc xong cái chị bệnh ung thư xong vừa hơi nhẹ là tới ảnh đã tai biến nằm chỗ vì đứa con bị tâm thần, ba người giờ gia đình bế tắc cái kiểu vậy. Giờ mình thấy sống ảnh thương tâm lắm, thấy ở hàng xóm vậy mình thấy tội lắm. Mỗi ngày chị phải qua chị chăm chị coi thử như cái tình hình của chị vậy á, thăm hỏi sức khỏe, giờ mình động viên người ta thăm cho tiền cho chị để chị vượt qua cái khó khăn bệnh đau này. Thưa quý vị, hiện nay thì ekip thực hiện chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có mặt tại khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để thăm hoàn cảnh của cô Lâm Thị Trinh. Tham dự chương trình hôm nay thì có các mạnh thường quân, cô Hồ Thị Kim Cẩn ở phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, anh Khang bên Hội Thân hữu thành phố Vũng Tàu, và cũng như là chị Trang, chị Tiết bên nhóm đội trừ Hoa Sen của thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Có chị Hằng là hàng xóm của cô, và tham dự chương trình hôm nay còn có cô Huỳnh Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Cô thì tham dự chương trình hôm nay thì có các mạnh thường quân sẽ gửi những cái phần quà đến cho gia đình mình. Mời cái phần quà của cô Hồ Thị Kim Cẩn ở phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Dạ, em xin cảm ơn. Con chúc gia đình cô là mau khỏe bệnh, gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại để có một cái sức khỏe tốt cho tương lai. Được hoàn cảnh khó khăn của gia đình đó, và em cũng đại diện nhóm đến thăm, trước là thăm gia đình chị và cũng gửi cái món quà, mong là gia đình chị vượt qua khó khăn. Gửi phần quà cho chị Trinh để vượt qua những khó khăn, để mau bình phục hết bệnh. Có các mạnh thường quân không đến thăm gia đình của mình được thì cũng có những cái phần quà gửi đến cô ạ. Bà Ngô Thị Tập ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu gửi 500.000 đồng. Bé Trần Anh Tâm lớp 7A8 trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Bà Rịa gửi 200.000 đồng. Gia đình bà Mai Thị Mười ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa gửi 300.000 đồng. Và cũng như là bé Tấn Dũng ở thành phố Bà Rịa gửi 400.000 đồng. Và bà Ba Năng ở thành phố Vũng Tàu gửi cho cô là 500.000 đồng. Sau đây thì con xin gửi các món quà các mạnh thường quân đến cho mình ạ. Cảm ơn những mạnh thường quân với đài truyền hình đã giúp đỡ cho tôi trong lúc khó khăn này. Hôm nay thì chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời đến và để chia sẻ gia đình của chị Lâm Thị Trinh và ông Trần Văn Hỷ.
Đối với chính quyền địa phương thì hết sức là cảm ơn chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời đã tạo điều kiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn của nhân dân của thị trấn Long Hải. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân cũng đã đồng hành cùng với chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ cùng hoàn cảnh khó khăn của cô Lâm Thị Trinh. Với những cái món quà này thì mong rằng cô sẽ có điều kiện để điều trị bệnh cho mình. Hỗ trợ cho ông Trần Giang Hỷ và bà Lâm Thị Trinh, xin cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Hội Thân Hữu thành phố Vũng Tàu 3 triệu đồng. Nhóm Nụ Cười Hoa Sen thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 2 triệu đồng. Cô Hồ Thị Kim Cẩn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa 2 triệu đồng. Bà Ngô Thị Tập, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng. Bà Ba Lăng, thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng. Bé Tấn Trung và Tấn Dũng, thành phố Bà Rịa 400.000 đồng. Gia đình bà Mai Thị Mười, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa 300.000 đồng. Bé Trần Ánh Tâm, lớp 7A8, trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Bà Rịa 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 100.000 đồng. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Trần Giang Hỷ và bà Lâm Thị Trinh, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý vị. Mọi sự giúp đỡ cho ông Trần Giang Hỷ và bà Lâm Thị Trinh, xin quý vị gửi về địa chỉ: khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0907 831 502. Quý vị cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản 10000047003510 tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.